Kính chào quý vị và các bạn. Chưa khắc phục xong hậu quả của bão Harvey, người dân Mỹ lại sắp phải đối mặt với một cơn cuồng phong mới, siêu bão Irma, hiện đã mạnh lên thành bão cấp 5 với sức gió lên đến 281 km/h, đang hướng đến vùng Caribe và có khả năng đổ bộ vào Mỹ. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, Irma là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Đại Tây Dương từng được ghi nhận. Hiện chưa thể khẳng định Irma có ảnh hưởng đến lục địa Mỹ hay không. Tuy nhiên, theo các mô hình dự báo hiện tại, rất có thể nó sẽ chuyển hướng đổ bộ vào bang Florida cuối tuần này. Tính tới hôm nay, siêu bão Irma còn cách quần đảo Leeward khoảng 575 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất lên đến 235 km/h. Cơn bão cuối cùng được ghi nhận với sức gió mạnh như vậy trên Đại Tây Dương là bão Wilma năm 2005. Sức gió của Irma chỉ đứng sau cơn bão Allen năm 1980, đạt hơn 305 km/h trên biển. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đảo Anguilla, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh thuộc quần đảo Leeward vào sáng sớm ngày 6 tháng 9 theo giờ địa phương, trước khi tiến về vùng Caribe và hướng lên phía Bắc vào cuối tuần này. Chúng tôi đã được thông báo về mức độ nghiêm trọng của bão Irma và đã cho tàu thuyền quay về. Trước khi chính quyền giúp đỡ, chúng tôi phải tự lo cho mình đã. Trong vòng 48 giờ tới, bão sẽ tiếp tục mạnh lên và ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Hispaniola, lãnh thổ của Haiti và Cộng hòa Dominica, quần đảo Turks và Caicos thuộc Anh, Bahamas và Cuba. Đến thời điểm này, chúng tôi đã chuẩn bị 793 lều tạm ở 7 quận, còn 3 quận đã từng bị ảnh hưởng nặng nề do bão Matthew, nhiều lều bị hư hại và đang được sửa chữa. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ thông báo danh sách những lều nào có thể dùng làm nơi trú ẩn. Mặc dù chưa thể chắc chắn đường đi chính xác của Irma, nhưng Trung tâm Bão nhiệt đới quốc gia Mỹ NHC dự báo, siêu bão này có thể đe dọa một số khu vực bờ Đông và Nam Mỹ. Để kịp thời ứng phó, chính quyền vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ không chỉ ban bố tình trạng khẩn cấp, mà còn triển khai lực lượng vệ binh và đóng cửa trường học để chuẩn bị đón bão. Người dân quần đảo Virgin và Puerto Rico cũng đã khẩn trương dự trữ nhu yếu phẩm như nước đóng chai, thuốc, đồ ăn. Một người đàn ông 75 tuổi người Puerto Rico đã thiệt mạng trong khi chuẩn bị ứng phó với cơn bão. Tôi rất lo lắng và hy vọng cơn bão sẽ chỉ sượt qua đây mà thôi. Chỉ mong nó không tàn phá nơi này. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Tổng thống Donald Trump cam kết cung cấp mọi nguồn lực của chính quyền liên bang để giúp người dân ứng phó với siêu bão. Irma được đánh giá là cơn bão lớn và mạnh thứ hai đe dọa nước Mỹ chỉ trong vài tuần. Tuy đường đi của bão Irma chưa rõ ràng, song bang Florida của Mỹ đã chuẩn bị tinh thần để đón trận siêu bão này. Bang Florida đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên khắp 67 hạt của bang để người dân dễ dàng nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Trong khi đó, quân đội Mỹ cũng đã ra lệnh sơ tán hơn 5.000 quân nhân tại một căn cứ hải quân không quân ở Key West, một bang Florida, để phòng bão Irma đổ bộ. Thông báo được đưa ra trưa nay mùng 6 tháng 9 của Nhà Trắng cho biết, với lệnh tình trạng khẩn cấp này, chính quyền liên bang sẽ triển khai các nguồn quỹ giúp các cơ quan địa phương có thể xử lý tốt các tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang FEMA của Mỹ được giao nhiệm vụ điều phối các nỗ lực cứu trợ thiên tai để công tác này thực sự hiệu quả, qua đó giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra. Chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống bão Irma đổ bộ trực tiếp vào Florida. Tất nhiên là còn quá sớm để khẳng định nơi bão sẽ đổ bộ, nhưng chúng ta cần phải sẵn sàng tất cả mọi thứ. Tôi mong rằng mọi người đừng chỉ ngồi và chờ đợi bão đến. Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị phòng chống. Tôi đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn bang để mọi người được nhận sự hỗ trợ kịp thời. Hiện giới chức địa phương đã yêu cầu người dân Florida rời khỏi các khu vực có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Irma. Carlos Jimenez, thị trưởng hạt Miami, khu đông dân nhất tại Florida, cho biết khoảng 2,7 triệu người tại đây sẽ phải sơ tán vào sáng ngày 6 tháng 9, theo giờ địa phương. Ông cũng kêu gọi người dân tích trữ thực phẩm, nước và các nhu yếu phẩm cần thiết cho ít nhất là 3 ngày. Các quan chức tại hạt Monroe, khu du lịch nổi tiếng tại Florida, thông báo đã phát lệnh sơ tán bắt buộc đối với khách du lịch bắt đầu từ sáng 6 tháng 9. Trong khi đó, hơn 5.000 quân nhân, nhân viên dân sự, nhà thầu cùng gia đình tại căn cứ hải quân không quân Key West, bang Florida đã nhận lệnh sơ tán bắt buộc. Khoảng 50-60 người sẽ ở lại căn cứ để duy trì những hoạt động quan trọng. Các phi cơ, gồm trực thăng và phi cơ cánh cố định, sẽ được chuyển từ Jacksonville và Mayport, Florida vào sâu trong đất liền. Mỹ còn chuẩn bị sơ tán tàu ngầm tại căn cứ tàu ngầm Kings Bay, bang Georgia. Những cơ sở hải quân khác cũng có thể phải sơ tán. Căn cứ hải quân Guantanamo Bay, Cuba sẽ ứng phó tại chỗ khi Irma đi qua phía bắc Cuba. Ben Sarkisian, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết lực lượng hỗn hợp tại Guantanamo đang theo dõi sát sao tình hình và có biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho các tù nhân tại đây.
hai tàu USS Iwo Jima và USS New York rời Mayport, Florida hướng về Norfolk, bang Virginia để nhận hàng cứu trợ và sẵn sàng tham gia cứu trợ sau bão nếu được yêu cầu. Lo ngại tình trạng thiếu lương thực, nước sạch khi bão đổ bộ, người dân Florida đã đổ xô đi mua nhu yếu phẩm để tích trữ. Các siêu thị trên toàn bang ghi nhận tình trạng các kệ hàng thức ăn và nước uống luôn trong tình trạng bị vét sạch và cháy hàng. Kinh nghiệm từ hậu quả của trận siêu bão Harvey cách đây hơn một tuần khiến mọi người đều hoảng sợ và lo lắng về sức tàn phá khủng khiếp mà bão Irma có thể gây ra. Tình trạng các kệ hàng trống trơn như thế này được ghi nhận tại hầu hết các siêu thị trên toàn bang Florida. Dù đã liên tục bổ sung thêm, song lượng hàng mới cũng nhanh chóng bị người dân vét sạch. Lương thực, nước sạch và các đồ dùng khẩn cấp được mua nhiều nhất, thậm chí tại một vài nơi đã xảy ra tình trạng cung không đủ cầu. Đến giờ thì vẫn ổn, nhưng còn quá sớm để nói trước được điều gì, tốt nhất là cứ chuẩn bị. Tôi muốn mọi thứ phải sẵn sàng. Tại khu vực Key West, du khách đã được đề nghị rời đi trước khi sân bay quốc tế ngừng tất cả các chuyến bay đi và đến. Tôi đang trọ tại một khách sạn gần biển. Tôi sợ là nếu bão đổ bộ thì sẽ mất điện, mất nước và nhiều thứ rắc rối khác. Có lẽ tôi sẽ phải chuẩn bị đôi chút nếu muốn ở lại đây. Nếu tình hình xấu đi, tôi sẽ rời Key West. Trong khi đó, lo ngại việc mất điện trong những ngày mưa bão sẽ khiến sinh hoạt bị đảo lộn, nên người dân đã xếp hàng dài mua các bình khí đốt tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên khắp thành phố Miami. Tôi mới chỉ có nước, đá và một vài loại đồ ăn khô. Chúng tôi có máy phát điện nên chỉ cần chuẩn bị vừa đủ. Trung tâm bão nhiệt đới quốc gia Mỹ NHC cảnh báo, bão Irma có thể gây ra những trận mưa lớn với lượng mưa lên tới 450mm tại một số khu vực, kèm nguy cơ gây lở đất và lũ quét khi đổ bộ vào đất liền. Vì vậy, người dân cũng cần có sự chuẩn bị để hạn chế tối đa thiệt hại do bão Irma. Là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Đại Tây Dương trong suốt hơn một thập kỷ qua, siêu bão Irma được dự đoán sẽ gây thiệt hại lớn tại khu vực Caribe và nhiều vùng lãnh thổ của Mỹ. Những thông tin mới nhất về bão Irma sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin trên kênh VTC14. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 6 tháng 9 rất có thể sẽ là một dấu mốc đáng nhớ đối với nhiều người khi mà nó đánh dấu chấm hết cho giấc mơ Mỹ của họ. Lý do là bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định bãi bỏ DACA, là chương trình tạm hoãn trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ. Quyết định bãi bỏ chương trình DACA đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của không chỉ người nhập cư, những người vốn coi DACA như giấc mơ Mỹ, mà ngay cả nhiều nghị sĩ, cả Đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ và giới công nghệ cũng không thể giữ bình tĩnh. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Tổng thống Donald Trump phê chuẩn quyết định trên, song không trực tiếp thông báo mà ủy thác cho Bộ trưởng Tư pháp làm việc này. Chương trình trì hoãn hành động đối với người nhập cảnh Mỹ khi còn nhỏ, gọi tắt là DACA, có hiệu lực dưới thời chính quyền tiền nhiệm Barack Obama đã bị hủy bỏ. Chính quyền Mỹ lập luận phải bãi bỏ chương trình DACA vì nó yếu về cơ sở pháp lý, tạo kẽ hở trong quản lý nhập cư và đặc biệt chương trình này đã khiến việc làm của hàng trăm nghìn người Mỹ rơi vào tay những người nhập cư bất hợp pháp. Tôi không muốn trừng phạt những đứa trẻ, nay hầu hết đã trưởng thành vì hành động của cha mẹ họ. Nhưng chúng ta phải xác nhận rằng chúng ta là một đất nước của cơ hội, vì chúng ta là một quốc gia có pháp luật. Chương trình DACA được thông qua theo sắc lệnh hành chính năm 2012 của Tổng thống Obama nhằm bảo vệ 800.000 thanh niên nhập cư không có giấy tờ hợp pháp. Chương trình này cho phép những người nhập cư dưới 31 tuổi đến Mỹ từ khi còn là một đứa trẻ có thể nộp đơn xin hoãn trục xuất. Điều này có nghĩa là chính phủ sẽ không trục xuất họ trong 2 năm. Sau đó, những người này có thể tái nộp đơn xin DACA nếu họ vẫn đáp ứng yêu cầu. Cơ quan di trú và công dân sẽ quyết định từng trường hợp có thể ở lại hay không. Tuy nhiên, với quyết định mới này của chính quyền Tổng thống Trump, hàng trăm nghìn người nhập cư đang ở độ tuổi 20 sẽ có từ 6 đến 24 tháng trước khi chính thức bị coi là nhập cư bất hợp pháp và phải đối mặt với lệnh trục xuất. Không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, quyết định hủy bỏ chương trình tạm hoãn trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối của dư luận trong nước và khu vực Mỹ Latin. Quyết định này đồng nghĩa với việc khoảng 800.000 thanh niên lớn lên ở Mỹ sẽ phải đối mặt với một tương lai mù mịt.
quyết định bãi bỏ chương trình tạm hoãn trục xuất người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ gọi là DACA của chính quyền Trump ngay lập tức vấp phải phản ứng của nhiều chính trị gia Đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. Thượng nghị sĩ gạo cội của Đảng Cộng Hòa John McCain cho rằng động thái của ông Trump là cách tiếp cận sai lầm đối với chính sách nhập cư của Mỹ. Về phần mình, Tổng thống Barack Obama ngày 5 tháng 9 viết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng quyết định xóa sổ chương trình DACA là tàn nhẫn và sai trái. Ông Obama nhấn mạnh đây là một quyết định mang tính chính trị và là một câu hỏi về mặt đạo đức. Phản ứng trước quyết định của chính quyền Mỹ, ngày 5 tháng 9, Tổng trưởng lý bang California Massachusetts đã cùng với các đồng nghiệp ở bang New York và Washington tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để bảo vệ DACA. Đây là những bang có số lượng lớn người nhập cư trái phép theo hình thức này. Cùng tuyên bố sẽ nộp đơn kiện liên quan tới DACA, còn có chính quyền thành phố San Francisco và Chicago. Thị trưởng các thành phố này tuyên bố sẽ chiến đấu để bảo vệ cho những người nhập cư trẻ tuổi. Còn trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 9, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở hầu khắp các bang có nhiều người nhập cư theo diện trên như California 200.000 người, Texas 100.000 người hay New York, Illinois và Florida. Cùng lúc, hàng trăm người đã bao vây Nhà Trắng và Tháp Trump ở New York để phản đối quyết định trên của ông Trump. Đây là nhà của tôi rồi. Nhiều người có lẽ sẽ hỏi rằng sao không về nhà đi, nhưng tôi đã tới Mỹ từ lúc 5 tuổi. Tôi không biết những chuyện đã xảy ra và tôi cũng không biết được lý do bố mẹ tôi đến đây. Họ đã đưa tôi đi và chúng tôi đã đi cùng nhau. Giờ tôi biết về đâu. Quyết định bãi bỏ DACA của Tổng thống Trump cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ các nước khu vực Mỹ Latin như Mexico, El Salvador, Guatemala và Honduras, những nước có số lượng lớn công dân thuộc diện được DACA bảo trợ. Chúng tôi lấy làm tiếc về quyết định của phía Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ vận động hành lang để các nhà lập pháp Mỹ bảo vệ những người nhập cư đến Mỹ từ nhỏ. Ngoài ra, chính phủ Mexico cũng khẳng định sẵn sàng tiếp nhận các đối tượng bị Mỹ trục xuất, tạo điều kiện để họ nhanh chóng hòa nhập cộng đồng. Hiện có gần 625.000 công dân Mexico đang được DACA bảo hộ. Trong khi đó, El Salvador, Guatemala và Honduras cũng có hàng chục nghìn công dân được bảo hộ theo chương trình trên. Theo ước tính, nếu đến năm 2018, Quốc hội Mỹ không thể ra được một hành lang pháp lý mới về vấn đề này, thì khoảng 300.000 người trong chương trình DACA sẽ rơi vào tình trạng lưu trú bất hợp pháp, đồng nghĩa với việc họ có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. Đây có thể nói là một cơn ác mộng đối với các doanh nghiệp công nghệ cao ở Mỹ, bởi việc chấm dứt chương trình này sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và cả doanh thu thuế. Những đại gia công nghệ của Mỹ như Apple, Facebook, Microsoft hay Google lâu nay đã phản đối các chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump vì những công ty này phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng lao động trẻ đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Cụ thể, khi trả lời phỏng vấn với hãng tin AFP, đại diện của Google đã bày tỏ sự thất vọng đối với quyết định trên và kêu gọi Quốc hội Mỹ phải hành động nhanh chóng để có được giải pháp phù hợp với luật. Về phần mình, Tổng Giám đốc của tập đoàn Apple lừng danh cũng viết trong một email gửi toàn bộ nhân viên của tập đoàn rằng tôi thấy buồn lòng sâu sắc với ý nghĩ về việc 800.000 người Mỹ, trong đó có hơn 250 đồng nghiệp ở Apple, có thể sớm bị đuổi ra khỏi đất nước mà họ luôn coi là quê hương của mình. Cùng lúc, trong tập đoàn Microsoft cũng có 39 trường hợp có thể bị trục xuất khi DACA chấm dứt. Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới này cũng tuyên bố thấy thất vọng với quyết định của chính quyền mà tập đoàn cho là một sự thụt lùi to lớn đối với toàn nước Mỹ. Cùng chung quan điểm, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg cũng lên tiếng nhấn mạnh rằng đây là một ngày buồn của đất nước Mỹ. Ông chủ Facebook viết trên mạng xã hội hơn tỷ người dùng rằng quyết định của chính quyền Trump không chỉ tệ hại mà còn độc ác và ông kêu gọi Quốc hội Mỹ phải hành động nhanh. Trên thực tế, những người nhập cư trẻ đang là nguồn nhân lực mạnh cho các công ty công nghệ cao ở Mỹ do tính chăm chỉ và thường cũng là những người giỏi. Như vậy, chính những người nhập cư đang góp phần quan trọng vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Do đó, nếu chấm dứt chương trình DACA sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và doanh thu thuế. Nhiều đối tác của Tổng thống Trump và chính khách Đảng Cộng Hòa cũng bày tỏ lo ngại rằng chính sách này có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế và đi ngược lại các giá trị mà lâu nay nước Mỹ theo đuổi. Việc hủy bỏ DACA là một phần cam kết trong chính sách tranh cử Tổng thống năm 2016 của ông Donald Trump. Bản thân ông Trump từng lên tiếng chỉ trích người tiền nhiệm vì đã qua mặt Quốc hội để ban hành chương trình DACA.
thêm một di sản khác nữa của cựu Tổng thống Barack Obama đã bị hủy bỏ dưới thời Donald Trump. Và thêm một lần nữa, nước Mỹ dậy sóng vì những quyết định của ông chủ Nhà Trắng. Tới đây, chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.